Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Ngày hôm nay tôi lại tiếp tục chúng tôi quay trở lại để cùng bà con chúng ta sẽ thảo luận về một vấn đề hiện nay đang rất nổi cộm tại trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi, và rất nhiều các khách hàng chúng ta đang nhầm lẫn phân biệt giữa cái cây gù hương. Thì hiện nay có rất nhiều các tin đồn là gù hương Trung Quốc và gù hương Việt Nam. Đó. Và chúng ta giải quyết những vấn đề như này, vấn đề này như thế nào, và chúng ta phân tích và các dòng gù hương đâu mới là những cái dòng gù hương tốt. Thì trước hết giới thiệu với bà con là hiện nay trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi được thành lập từ những năm 2008, và cho đến nay thì có rất nhiều các chuyên gia cũng như là kỹ sư lâm nghiệp, đang nghiên cứu và phát triển các cái dòng giống cây lâm nghiệp tốt nhất tại trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi. Thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi có đọc một số báo không chính thống và một số những cái video của một số trang cá nhân của nhà vườn cá nhân có nói là hiện nay xuất hiện những cái gù hương Trung Quốc, hay còn gọi là ở mặt dưới có cái phấn trắng này, làm ảnh hưởng đến khá nhiều những cái lền, những cái nhà, những cái trung tâm của chúng tôi, là chúng tôi nhân giống phát triển những cái giống cây gù hương phấn trắng như này. Thì báo cáo với bà con là chúng tôi cũng đã làm những cái video để hướng dẫn bà con về cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái cây gù hương này đang phát triển như thế nào. Hiện nay tại trung tâm cây giống của chúng tôi đang kết hợp với trường đại học Lâm nghiệp Hà Nội và đang nghiên cứu cái cây gù hương phấn trắng này. Thì nguồn gốc của cái cây này hiện nay là ở tại trong vườn quốc gia Tam Đảo và đang hồi sinh cách đây 20 năm, cây phát triển rất tốt. Và đây chúng tôi nghiên cứu cho đến nay là rất được 8 năm rồi, và cái cây này được đánh giá là một cái loại gù hương hiện nay là cái gù tốt nhất hiện nay. Và nó đem lại cái hiệu quả rất cao, nó khác với cái gù hương của Yên Bái là cái dòng Ba Lan Sa Ê mà các thương lái họ bây giờ, các nhà vườn tự phát họ gọi là gù Việt và gù ta. Thì chúng tôi phân tích cây gù Việt mà các nhà vườn nói là nó là cái dòng Cinnamomum Balanceae. Dòng này thì báo cáo với bà con là chúng tôi nghiên cứu rất lâu rồi, là nó chỉ tập trung ở cái tinh dầu và ở rễ và gốc cây, và đặc biệt là lá và thân sẽ không có. Và đối với một cái cây gù hương nó phân tán đều tinh dầu từ lá xuống thân, xuống rễ cũng như là gốc. Tất cả những cái cây mà có lượng tinh dầu cao thì sau này nó đều là những cái cây gỗ cực kỳ quý. Tại sao chúng ta lại phân biệt giữa gù hương Tàu và gù hương Việt? Thực tế đây không phải là gù hương Tàu. Chúng tôi khẳng định đây là tại Việt Nam chúng ta cũng có, và tại vườn quốc gia của chúng ta đang bảo tồn rất nhiều những cây gù hương này đang hồi sinh tại vườn quốc gia Tam Đảo. Chúng tôi muốn đính chính lại để giúp cho bà con chúng ta nhận thức, và chúng ta có cái cách nhìn nhận để đảm bảo nhìn nhận chính xác về từng dòng giống gù hương, để chúng ta không bị nhầm lẫn giữa các cây giống gù hương. Thì chúng tôi đang kết hợp với trường đại học Lâm nghiệp Hà Nội để chúng tôi đang nhân giống, và chúng tôi đang có nhiều cách để thí nghiệm. Chúng tôi nhân cắm hom để phát triển, để phục vụ cho những cái nhu cầu, ví dụ như các đơn vị ép tinh dầu hoặc các cái đơn vị có nhu cầu là chúng ta lấy gỗ. Đối với cái gỗ gù hương hiện nay là cái dòng gù hương Tam Đảo, hay còn gọi là cái cây gù hương phấn trắng, tên khoa học của nó đây bà con có thể nhìn ở đây, đây tên khoa học của nó là Cinnamomum paxlosilon jack mix. Đó là cái tên của nó. Và đây chúng tôi đang, đây là cái công trình nghiên cứu và thí nghiệm của trường đại học Lâm nghiệp kết hợp với trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi đang ghi rõ ở đây. Đó. Và đây chúng tôi đã đánh giá đây là một cái giống gù tốt nhất, và hiện nay có rất nhiều các dự án chúng tôi đã làm về cái gù hương này. Chúng tôi loại bỏ hoàn toàn về cái gù hương bà con chúng ta đang phân biệt nhầm, đó chính là cái gù hương Việt, hay còn gọi là dòng Cinnamomum Balanceae. Tất nhiên đối với tất cả các dòng gỗ gù thì đều là những cái cây gỗ quý. Thế nhưng tuy nhiên gù hương tốt nhất hiện nay thì chúng tôi đánh giá và chúng tôi khẳng định rằng là cái cây gù hương phấn trắng này là những cái cây gù hương phát triển tốt nhất. Đấy, để bà con chúng ta có cái cách nhìn chúng ta chuẩn về cái cây gù hương, chứ không chúng ta phân biệt là nếu gù hương Trung Quốc, đây không phải là gù hương Trung Quốc, bởi vì Việt Nam chúng ta cũng có, Việt Nam chúng ta có thậm chí cây rất là lớn. Những cái năm trước kia là do cái nạn chặt phá rừng của nước ta cũng khá là nhiều, cho nên là bây giờ chỉ những cái năm gần đây là 20 năm gần đây đang hồi sinh lại rất nhiều trong vườn quốc gia Tam Đảo của chúng tôi. Và chúng tôi đã thu lượm những cái hạt đó và chúng tôi nhân giống phát triển cái dòng gù hương phấn trắng này để đảm bảo đem lại những cái nguồn giống, nguồn gen tốt, và chúng tôi sẽ cung cấp cho bà con về những cái giống cây để đảm bảo như vậy. Đó. Bà con nên lưu ý là chúng ta phân biệt rõ ràng về từng dòng giống gù hương để chúng ta tránh nhầm lẫn. Và rất nhiều người đã gọi điện cho chúng tôi là gù của anh là gù đỏ hay gù vàng hay là gù trắng, thì chúng tôi không nói đến gù đỏ hay gù vàng, mà chúng tôi nói đến những cái dòng gù hương tốt nhất. Đó, bà con chúng ta sẽ làm sao chúng tôi truyền đạt cho bà con chúng ta nắm bắt được những cái kỹ thuật, thì chúng tôi cũng đã truyền đạt ở những video trước rồi. Nhưng hôm nay chúng tôi làm một cái video do chúng tôi đã đọc được những cái thông tin cực kỳ sai lệch do cái dòng gù hương này bà con chúng ta viết.
tất nhiên có những cái trang báo họ ở trên trang đầu là do họ marketing rất tốt và họ sale rất tốt, nhưng tuy nhiên những cái thông tin đó họ không phải là các chuyên gia và những cái trang báo đó là không chính thống. Bà con cần phải nghiên cứu và chúng ta cần phải có những cái cách nhìn tổng thể nhất về cái cây gù hương để chúng ta quyết định là chúng ta nên trồng cái dòng cây nào. Đây, cái cây gù hương này bà con nhìn đây là một cái cây nó đem lại cái giá trị kinh tế cực kỳ cao. Trong cái thời gian thu hoạch thì bà con cũng có thể thu hoạch từ cành, lá của cây để kết hợp với các đơn vị nhà xưởng chúng ta cung cấp cho họ để họ nấu tinh dầu. Tinh dầu này được gọi là tinh dầu xá xị hay còn gọi là tinh dầu gù hương, có rất nhiều tác dụng và cái giá trị của tinh dầu rất là cao. Nó đem lại một cái nguồn kinh tế rất là cao cho bà con để chúng ta trồng, phát triển. Còn những cái dòng gù hương Yên Bái hay còn gọi là dòng Silamolum Balansae chúng ta trồng cũng không ảnh hưởng gì cả, phát triển nông nghiệp rất tốt. Nhưng tuy nhiên trong thời gian chúng ta trồng thì cái lá nó không phát ra mùi thơm, lượng lá và cành không có tinh dầu, chúng ta trồng không có cái thêm cái nguồn thu hoạch của cái cây đó, và sau này cái giá trị gỗ nó cũng rất là kém đó. Thì chúng tôi hôm nay chúng tôi phân biệt cho bà con là chúng ta nắm vững được cái kỹ thuật, chúng ta phân biệt được cái dòng gù hương của chúng ta, có cái cách nhìn nhận tốt nhất cho bà con đó. Một lần nữa thì bà con nhớ ấn đăng ký kênh của Trung tâm Cây giống Tam Đảo để được theo dõi những video mới nhất của chúng tôi, và đừng quên ấn vào cái chuông bên phải màn hình để được theo dõi những video chúng tôi cập nhật thường xuyên, để bà con truyền đạt cho bà con thêm những cái thông tin chúng ta nắm bắt được về cái kỹ thuật chúng ta trồng và phát triển những giống cái cây gù hương để đảm bảo tốt nhất. Ngoài ra chúng tôi cũng có nhân giống và phát triển rất nhiều các cây giống dược liệu và những cái cây lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, và hiện nay đang triển khai trồng rất nhiều trên các dự án địa bàn các tỉnh vùng núi phía Bắc cũng như là vùng núi miền Tây Nguyên. Bà con một lần nữa thì có nhu cầu mua cây giống hoặc cần hỗ trợ về kỹ thuật thì cứ gọi trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc trực tiếp add Zalo để được đội ngũ chuyên gia và đội ngũ kỹ sư lâm nghiệp của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất cho bà con về kỹ thuật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Tam Đảo.